Thưa quý vị và các bạn, trong số 100 gương mặt trẻ tài năng được Hội đồng Quỹ Tài năng Trẻ huyện Đông Triều tuyên dương năm 2013 tới đây, em Đỗ Thị Bình, học sinh lớp 9B, trường trung học cơ sở Đức Chính là một tấm gương giàu nghị lực. 9 năm liền, em là học sinh giỏi toàn diện, là lớp phó học tập gương mẫu. Em luôn là niềm tự hào của thầy cô và gia đình. Cô học trò nghèo Đỗ Thị Bình luôn gây ấn tượng đặc biệt với mọi người bởi vẻ ngoài xinh xắn, lúm đồng tiền dễ thương và tố chất thông minh. Với sự quyết đoán, nhanh nhẹn và học tập tốt nên Đỗ Thị Bình đã được thầy cô và các bạn tín nhiệm bầu làm lớp phó học tập. Thông qua những thành tích học tập và các phong trào hoạt động của lớp, Bình đã khẳng định với thầy cô và các bạn về tài thủ lĩnh, khả năng lãnh đạo tập thể. Bạn Bình là một người luôn sôi nổi trong học tập, các bạn đều dẫn đầu các hoạt động của trường, của lớp. Bạn là một lớp phó học tập ưu tú, những bài khó thì bạn luôn giảng giải cho chúng em hiểu. Bạn là một tấm gương đáng để chúng em được học tập. Điều kiện gia đình khó khăn nên Bình không có đầy đủ phương tiện, đồ dùng học tập như bao bạn bè khác. Song với tư chất thông minh, cần cù và chăm chỉ, luôn lạc quan phấn đấu, Đỗ Thị Bình vẫn học giỏi toàn diện các môn học bởi em có một phương pháp học tập khoa học. Trong suốt 9 năm, Đỗ Thị Bình luôn là học sinh giỏi toàn diện. Kỳ 1 của năm học 2012-2013 này, điểm trung bình tổng kết các môn học của em đạt 8,7. Môn học mà Bình yêu thích nhất là toán và tiếng Anh. Chính vì thế, niềm vinh dự nhất là mới đây em đạt giải nhì cuộc thi tiếng Anh cấp huyện và tham dự kỳ thi V-Olympic toán cấp tỉnh. Phương pháp học tập của Bình rất đơn giản. Đến lớp em luôn tập trung nghe thầy cô giảng bài để hiểu và nắm bài ngay tại lớp. Có điều gì chưa hiểu, Bình luôn trao đổi với bạn bè hoặc nhờ thầy cô giảng lại. Về nhà em luôn hoàn thành đầy đủ bài tập thầy cô giáo giao cho và học thêm trong sách, tài liệu tham khảo, mượn của thầy cô và các bạn trong lớp. Em Bình là một học sinh rất là ưu tú và xuất sắc của lớp 9B do tôi chủ nhiệm. Trong 4 năm học tại trường trung học cơ sở thì em đã có rất nhiều thành tích rất là xuất sắc cho bản thân mình và cho tất cả tập thể học sinh lớp của tôi. Cụ thể là không những học giỏi toàn diện xuất sắc tất cả các môn mà em có kết quả cho riêng mình mà còn có giúp đỡ, tương trợ các bạn trong lớp rất nhiều trong các giờ truy bài, ôn bài đầu giờ. Mặc dù không có cô giáo chủ nhiệm hay có thì em cũng luôn luôn giúp đỡ bạn bằng việc là giải các bài khó ở tất cả các bộ môn. Và trong quá trình học tập thì em có sự hòa nhã, chân thành và giúp đỡ bạn bè hết sức là nhiệt tình. Cho nên không những được các thầy cô giáo yêu mến, tin cậy mà được các bạn rất là quan tâm và yêu mến, chân thành. Sau những giờ học ở trường, Bình lại tranh thủ giúp mẹ việc gia đình. Kinh tế của gia đình em rất khó khăn vì bố em thường xuyên đau ốm, bệnh tật nên mọi gánh nặng lo toan đều đặt lên đôi vai gầy yếu của mẹ. Thường mẹ vất vả, tảo tần nuôi hai chị em ăn học nên Bình luôn quyết tâm học giỏi để bố mẹ vui lòng. Những giấy khen, giấy chứng nhận học sinh giỏi của Bình trong suốt 9 năm học qua đã thực sự tạo động lực để mẹ em tiếp tục hy sinh tảo tần vì con. Vì hoàn cảnh gia đình thì khó khăn, bố bị bệnh nặng của một mình, mẹ em phải nuôi hai chị em ăn học nên em suốt 9 năm qua em đã luôn luôn cố gắng học tập để lớn lên có thể tìm được công việc ổn định, giúp bố mẹ một phần nào đó về kinh tế. Em sẽ ngày càng cố gắng học hơn nữa để thi vào khối D và đậu vào trường Học viện Báo chí Tuyên truyền. Đỗ Thị Bình là một tấm gương sáng về tinh thần vượt khó học tập. Với sự nỗ lực và phấn đấu liên tục, hy vọng cô học trò năng động học giỏi này sẽ có nhiều thành tích hơn nữa trên con đường học vấn và thực hiện được ước mơ của mình.